Có câu vô tử bất thành lễ. Ngày Tết nâng chén rượu ly bia chúc nhau, không khí xuân dường như cũng thêm nồng ấm, thắt chặt tình họ hàng, bằng hữu, xóm giềng. Rượu hay là như vậy, nhưng khi bị người ta lạm dụng thì lại thành dở. Chẳng hạn như việc có men say trong người mà vẫn lái xe, để rồi khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì hỡi ơi với những cuộc điện thoại cầu cứu. Tối qua, nhiều tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ trên các tuyến đường ở thủ đô để xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên Đán và đảm bảo an ninh trật tự sau trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Tại khu vực nút giao Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, hướng đi Ngô Quyền, cảnh sát giao thông dừng xe máy để kiểm tra. Người điều khiển là ông NTT, sinh năm 1969, trú Tứ Liên, có biểu hiện say xỉn. Ông T cũng thừa nhận, tôi có uống một chút bia rượu. Bây giờ mà thổi thì lên nồng độ, tôi xin bỏ qua lần này. Không được lực lượng chức năng đồng ý, người đàn ông tiếp tục cầm điện thoại để gọi điện cho người quen nhờ giả. Sau khoảng nửa tiếng câu giờ, ông T mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn và cho kết quả hơn 0,3mg trên 1 lít khí thở. Với lỗi này, mức phạt là từ 4 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Có một số liệu mới được Hà Nội công bố khiến cho nhiều người ngã ngửa. Đó là mỗi ngày công an thành phố xử phạt 1 tỷ đồng tiền vi phạm nồng độ cồn. Xin được nhấn mạnh là 1 tỷ đồng một ngày. Đằng sau con số khổng lồ này gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Trong 22 ngày, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội xử lý hơn 4.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 23 tỷ đồng, tước trên 2.300 giấy phép lái xe. Như vậy, mỗi ngày cảnh sát giao thông thủ đô xử lý gần 200 trường hợp vi phạm và phạt tiền hơn 1 tỷ đồng. Đối với người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước, cảnh sát giao thông sẽ thông báo hành vi vi phạm về cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện nhiều tài xế vi phạm ở mức rất cao so với quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ, như trường hợp tài xế VPA trú tại quận Cầu Giấy, chạy xe máy và bị kiểm tra, kết quả nồng độ cồn ở mức hơn 1,2mg trên 1 lít khí thở, cao hơn gấp 3 lần so với mức kịch khung.